nhằm phát huy tinh thần đoàn kết giữa các hộ nông dân, khuyến khích nông dân cùng liên kết sản xuất, tiêu thụ theo chuỗi giá trị, quy mô lớn để nâng cao giá trị nông sản, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Huyện Đắc Hà đã tích cực triển khai phát triển kinh tế theo mô hình hội quán. Đến nay, trên địa bàn huyện đã thành lập được hội quán sản xuất, chế biến kinh doanh sản phẩm can quả ngọc vàng với 16 thành viên tham gia trồng gần 30 hecta can quả sen canh trong vườn cà phê và trồng chuyên canh. Mỗi tháng các thành viên tham gia sinh hoạt để chia sẻ hỗ trợ nhau trong sản xuất kinh doanh, tăng cường mối liên kết hợp tác, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản của các thành viên. Cùng với hội quán sản xuất chế biến kinh doanh sản phẩm canh quả ngọc vàng, xã Hàm Mòn đã thành lập hội quán sản xuất chế biến kinh doanh sản phẩm ô cớp với 10 thành viên và hội quán sản xuất chế biến tiêu thụ cà phê tại thị trấn Đắc Hà hội quán là mô hình kinh tế tập thể thành lập trên tinh thần từng huyện tập hợp những người cùng ngành nghề sản xuất tạo tiền đề xây dựng hợp tác xã